Phần 1. Đạo giảng gì? Theo truyền thống, Bát Chánh Đạo nói đến 8 chi đạo như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ vân vân. Nhưng chân Bát Chánh Đạo ở trong chúng ta là hai mắt, hai tai, hai mũi, một lưỡi và một thân. 8 cửa này là toàn thể đạo, con đường. Tâm con người đi trên con đường ấy, biết những cửa này và quan sát chúng thì tất cả giáo pháp sẽ hiện khởi. Cốt tủy của đạo rất đơn giản, chẳng cần phải giải thích dông dài. Dứt bỏ yêu ghét, thản nhiên trước mọi chuyện xảy ra, đó là mục tiêu chính của việc hành thiền. Đừng cố gắng trở thành cái gì, đừng nhảy vào bất cứ chuyện gì, cũng đừng là một thiền sinh. Đừng mong giác ngộ, lúc ngồi thì hãy ngồi, khi đi thì hãy đi. Chẳng nắm giữ gì mà cũng không chống đối gì cả. Dĩ nhiên có hàng chục cách thiền định và nhiều phương pháp thiền minh sát, nhưng tất cả đều trở về chỗ. Hãy để mọi sự tự nhiên, thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem? Bạn dám không? Trung đạo. Đức Phật không muốn chúng ta đi con đường đôi, một bên là tham ái chìm đắm và bên kia là sợ hãi ghen ghét. Ngài dạy chúng ta hãy tỉnh thức trước mọi lạc thú. Sân hận, sợ hãi, bất mãn không phải là lối đi của thiền sinh, đó là lối đi của người thế tục. Người an tịnh đi trên trung đạo, dứt tham ái sang bên trái và bỏ sợ hãi, ghen ghét sang bên phải. Người nào muốn thực hành phải theo trung đạo, không nghiêng về lạc thú hay đau khổ mà chỉ đặt chúng xuống. Nhưng dĩ nhiên, thoạt đầu hơi khó. Chúng ta bị đá sang hai bên, lúc sang trái, lúc sang phải như quả lắc đồng hồ. Khi Đức Phật thuyết pháp bài đầu tiên, Ngài đề cập đến hai thế cực, vì đó là nơi cư ngụ của tham ái. Ái dục, hạnh phúc đá sang bên này, đau khổ và bất toại nguyện đá sang bên kia. Cả hai luôn luôn gây phiền lụy và đau khổ. Nhưng khi đi trên trung đạo, bạn đặt cả hai xuống. Nếu bạn theo hai thế cực này, bạn sẽ mất hết kiên nhẫn chịu đựng và sẽ bị hất ra ngoài khi luyến ái hay sân hận lôi cuốn bạn. Bạn còn mắc bẫy như vậy bao lâu? Hãy xem xét. Nếu bạn thích một thứ gì đó, bạn sẽ theo sau chúng khi yêu thích phát sinh, và dĩ nhiên nó chỉ lôi kéo bạn đi tìm sự đau khổ thôi. Tâm luyến ái thật khôn ngoan và khéo léo, rồi nó sẽ kéo bạn đi đâu nữa đây? Đức Phật dạy chúng ta hãy dứt bỏ mọi thái cực. Đó là con đường thực hành chân chính dẫn đến nơi thoát khỏi sanh tử, không có khoái lạc và đau khổ trên đường này. Cũng không có thiện và ác, tốt và xấu. Thằng ôi, con người đầy ái dục chỉ muốn tìm khoái lạc, không chịu đi trên con đường của đấng đại giác, con đường dành cho người đi tìm chân lý. Dính mắc vào hạnh phúc và đau khổ, tốt và xấu thì không thể đi trên trung đạo, không thể trở thành người trí, không thể giải thoát. Con đường của chúng ta rất thẳng, tĩnh lặng và chánh niệm. Dù phiền muộn hay phấn khởi nảy sinh, nó vẫn an tịnh. Nếu tâm bạn được như thế, bạn chẳng cần nhờ ai hướng dẫn. Bạn sẽ thấy rằng khi tâm không luyến ái, nó sẽ nằm ở trạng thái bình thường. Khi nó bị khuấy động bởi tư tưởng và cảm giác, tiến trình cấu tạo nên tư tưởng sẽ diễn ra và ảo giác thành hình. Hãy học cách nhìn tiến trình này. Khi tâm bị khuấy động, không còn ở trạng thái bình thường, nó sẽ ra khỏi sự thực hành đúng đắn để tiến đến một trong những thái cực của đam mê và ghen ghét. Từ đó, nó lại càng tạo ra nhiều ảo giác, nhiều tư tưởng hơn nữa.
Nếu bạn tiếp tục quan sát tâm, suốt đời chỉ làm vậy thôi, tôi bảo đảm rằng bạn chẳng bao giờ buồn chán. Chấm dứt hoài nghi. Nhiều người có trình độ đại học, có bằng cấp tốt nghiệp và thành công trên đường đời, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của họ thiếu thốn. Dù có tư tưởng cao xa hay thông minh hoạt bát đến đâu đi nữa, tâm của họ cũng chứa đầy những thứ vô dụng và hoài nghi. Chim kênh kênh bay cao đấy, nhưng nó ăn những thứ gì? Chân lý và sự hiểu biết vượt ra ngoài tính cách điều kiện, tổng hợp và giới hạn của khoa học thế gian. Dĩ nhiên, trí tuệ thế gian có thể dùng vào những mục tiêu tốt đẹp, nhưng trí tuệ của thế gian có thể đi ngược lại với tôn giáo và giáo dục. Cái hay cái đẹp của trí tuệ siêu thế là có thể sử dụng kỹ thuật của trí tuệ thế gian mà không bị dính mắc vào chúng. Phải học phần căn bản trước, đó là căn bản đạo đức, giới luật. Thấy được sự giả tạm của cuộc sống, thấy được hiện tượng già và chết, đó là nơi chúng ta bắt đầu. Cũng như trước khi biết đi, bạn phải biết lật, biết bò, rồi biết lái xe. Và sau đó có thể lái máy bay, du hành quanh trái đất. Nghiên cứu sách vở không quan trọng lắm. Dĩ nhiên kinh điển là đúng, nhưng không diễn đạt hết chân lý. Kinh điển chỉ là ngôn từ, chữ viết, mà ngôn từ và chữ viết chỉ có khả năng diễn đạt giới hạn. Chẳng hạn như danh từ sân hận không thể diễn tả được trạng thái nóng nảy, giận hờn. Cũng như nghe nêu tên một người nào đó khác với gặp người ấy, chỉ có kinh nghiệm của chính bạn mới đem lại đức tin thật sự. Có hai loại đức tin. Loại thứ nhất là tin tưởng một cách mù quáng vào Phật, Pháp và vị Thầy, thông thường là người đầu tiên hướng dẫn mình hành thiền hay cho mình xuất gia. Loại thứ hai là chánh tín, đức tin chắc chắn, không lay chuyển, phát sinh từ sự hiểu biết của chính mình, mặc dầu vẫn còn những phiền não khác cần vượt qua. Người thấy một cách rõ ràng sự vật bên trong chính mình, có thể dứt được hoài nghi, đạt được đức tin trong việc thực hành. Bỏ hết ngôn từ sách vở, tự mình nhận thức. Việc thực hành của tôi không đặt nặng ở học hỏi hay nghiên cứu. Tôi lấy những lời dạy của Đức Phật làm căn bản và bắt đầu nghiên cứu tâm mình một cách tự nhiên. Khi thực hành, bạn hãy tự quan sát mình. Cứ thế dần dần trí tuệ và tri kiến sẽ tự phát sinh. Nếu bạn ngồi thiền mà muốn được thế này, thế kia, thì tốt hơn nên dẹp đi, đừng ngồi thiền nữa. Đừng kỳ vọng hay mang thêm một ý tưởng gì vào việc thực hành của bạn. Hãy xếp vào kho mọi ý niệm hay tư kiến của mình. Khi thực hành, bạn dẹp bỏ tất cả ngôn từ, biểu tượng, dự định, kế hoạch, vân vân. Có thế, bạn mới tự mình thấy được chân lý. Vì chân lý không ở đâu xa, nó khởi sinh ngay tại đây. Tôi đã học giáo pháp qua kinh điển trong những năm đầu tiên. Lúc ấy, khi có thì giờ, tôi thường đến nghe những học giả, những bậc thầy thuyết giảng, cho đến khi sự học hỏi này biến thành chướng ngại nhiều hơn là hỗ trợ, tôi mới ngưng học. Thực ra tôi đã không biết cách nghe giáo pháp, vì tôi không nhìn vào bên trong. Các bậc thiền sư này đã nói đến chân lý bên trong chính mình. Khi thực hành, tôi bắt đầu hiểu rõ là nó nằm ngay trong chính tôi. Một thời gian sau, tôi thấy rằng các thiền sư này đã thực sự thấy rõ chân lý. Và nếu tôi đi theo con đường của các ngài, tôi sẽ gặp những gì mà các ngài đã nói đến. Và lúc đó tôi sẽ có thể nói: vâng, các ngài nói đúng, còn gì nữa đâu. Khi tôi kiên trì thực hành, tôi thấy quả đúng như vậy. Nếu bạn thích ở trong giáo pháp thì hãy xả bỏ, hãy để mọi chuyện diễn biến tự nhiên theo nó. Chỉ thuần học lý thuyết mà không thực hành thì chẳng khác nào bỏ hình bắt bóng. Không cần học hỏi nghiên cứu nhiều. Nếu bạn dựa vào những điều căn bản và thực hành theo, bạn sẽ tự mình thấy giáo pháp. Tâm lý học Phật giáo. Một hôm, có một nữ giảng sư về môn siêu hình Phật giáo đến thăm ngài Ajahn Chah. Bà giảng sư này dạy định kỳ ở Bangkok về vi diệu pháp,
và tâm lý học Phật giáo. Trong lúc nói chuyện với ngài Ajahn Chah, bà giải thích cặn kẽ tầm quan trọng của sự hiểu biết tâm lý học Phật giáo đối với mọi người. Bà cũng cho biết là những học sinh của bà đã gặt hái được nhiều lợi ích khi học hỏi với bà. Bà hỏi ngài Ajahn Chah có đồng ý với bà về tầm quan trọng của một kiến thức như thế không? Ngài Ajahn Chah gật đầu đồng ý. Vâng, rất quan trọng. Hết sức hân hoan, bà hỏi tiếp là ngài có chịu để cho học trò của ngài học vi diệu pháp không? Vâng, dĩ nhiên. Bà lại hỏi là ngài muốn học trò ngài học ở đâu và cuốn sách nào tốt nhất? Ajahn Chah đưa tay chỉ vào quả tim mình, nói: ở đây, chỉ chỗ này thôi. Học hỏi và kinh nghiệm. Chúng ta hãy nói đến sự khác biệt giữa việc nghiên cứu giáo pháp và áp dụng giáo pháp vào thực hành. Chân giáo pháp phải học hỏi là tìm một con đường để thoát khỏi sự bất xứng ý của đời sống và đạt được hạnh phúc, bình an cho chính mình cùng tất cả chúng sinh. Khi tâm an tịnh, tức là nó đang ở trong điều kiện bình thường. Khi tâm di động, thì tư tưởng hình thành. Hạnh phúc hay đau khổ là một phần của tâm hoạt động này. Bất an và tham ái cũng được hình thành như thế. Nếu bạn không hiểu rõ chuyển động này, bạn sẽ săn đuổi đằng sau tư tưởng hình thành mãi và trở thành nạn nhân của nó. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát hoạt động của tâm, theo dõi tâm di chuyển. Chúng ta có thể thấy được những đặc tính căn bản của nó, đó là vô thường, bất thoại nguyện và vô ngã. Bạn nên tỉnh thức và quan sát những hiện tượng tâm lý này. Bằng cách này, bạn có thể học được tiến trình của nhân duyên. Đức Phật dạy rằng vô minh là nhân phát sinh ra hành nghiệp và mọi hiện tượng. Hành nghiệp hay sự chủ ý này phát sinh ra thức, và thức lại là nhân của thân và tâm. Đó là tiến trình của nhân duyên. Khi bắt đầu nghiên cứu Phật giáo, chúng ta thấy lối dạy theo truyền thống kinh điển đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Nhưng khi tiến trình đã diễn ra bên trong chúng ta mới thấy rõ tầm quan trọng của sự thực hành. Những kẻ chỉ học pháp học mà không thực hành không thể nào theo kịp sự mau lẹ của tiến trình này. Dĩ nhiên tiến trình của tâm được kinh điển hệ thống hóa và mô tả rõ ràng, nhưng kinh nghiệm vượt ra ngoài sách vở học hỏi. Sách vở không thể cho bạn biết đây là kinh nghiệm của si mê phát sinh, đây là những cảm giác phát sinh từ tác ý, đây là một loại tâm đặc biệt, đây là những cảm giác về sự khác biệt của thân và tâm. Cũng như khi bạn trèo cây và bị rơi xuống đất, bạn không thể nào biết được là bạn đã rơi bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc. Bạn chỉ biết bạn rơi xuống đất và thấy đau mà thôi. Không sách vở nào mô tả điều này. Sách vở nghiên cứu giáo pháp được hệ thống hóa và làm cho rõ ràng, nhưng thực tế không chỉ đi theo một lối đi đơn giản. Bởi thế, chúng ta phải dùng trí tuệ sâu xa của chúng ta để nghiệm xem cái gì đã khởi sinh trong tâm kẻ giác ngộ. Kẻ giác ngộ hiểu biết qua kinh nghiệm của họ rằng tâm không phải là ta, của ta, không phải là tự ngã của ta. Khi nói cho chúng ta biết tên của các loại tâm và tâm sở, Đức Phật không muốn chúng ta dính mắc vào ngôn từ. Ngài chỉ muốn chúng ta thấy tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã. Ngài dạy hãy buông bỏ tất cả. Khi các pháp phát sinh ra, hãy chánh niệm, biết chúng. Tâm thực hiện được sự ghi nhận, giác tỉnh này mới là tâm được huấn luyện đúng cách. Khi tâm bị khuấy động thì nhiều loại tâm, tâm sở, tư tưởng, phản ứng vân vân được hình thành và nảy nở liên tục. Chỉ để chúng thế, tốt cũng như xấu. Đức Phật chỉ dạy đơn giản, dứt bỏ hết. Nhưng đối với chúng ta thì cần phải nghiên cứu tâm mình để biết làm thế nào để có thể dứt bỏ chúng. Nếu nhìn những yếu tố của tâm, chúng ta sẽ thấy tâm đi theo một tiến trình nhân quả tự nhiên. Tâm sở như vậy, tâm sinh và diệt
như vậy, vân vân. Chúng ta có thể thấy ngay trong sự thực hành của chúng ta, khi chúng ta có chánh kiến và chánh niệm thì chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng theo sau. Người giác ngộ thấy rõ từng yếu tố của tâm. Người giác ngộ chẳng khác nào một ngọn đèn. Nếu có chánh kiến, tức là có sự hiểu biết đúng, thì tư tưởng và những yếu tố khác cũng đúng. Chẳng khác nào khi thắp đèn thì ánh sáng sẽ phát sinh. Nhờ nhìn sự vật với chánh niệm, chánh kiến sẽ phát triển. Khi quan sát cái mà ta gọi là tâm, chúng ta chỉ thấy sự kết hợp của các yếu tố tâm khác nhau mà không có tự ngã. Vậy thì ta ở đâu? Cảm giác, ký ức, tất cả năm quẩn của thân và tâm đang dời chỗ như lá cuốn theo cơn gió. Chúng ta sẽ khám phá ra điều này khi chúng ta hành thiền. Thiền chẳng khác nào một khúc gỗ, minh sát và suy xét ở một đầu, an tịnh và định tâm ở đầu kia. Nhặt khúc gỗ lên, cả hai đầu đều lên cùng một lúc. Đầu nào là thiền minh sát, thiền quán, đầu nào là thiền định, thiền chỉ có tâm mà thôi. Bạn không thể nào tách rời định tâm và minh sát. Chúng chẳng khác nào một trái xoài, lúc còn xanh thì chua, rồi chín thì ngọt, nhưng vẫn là trái xoài. Cái này sinh trong cái kia, không có cái đầu tiên thì không có cái thứ hai. Những từ ngữ như vậy chỉ là sự chế định để thông đạt. Chúng ta đừng dính mắc vào danh từ. Nguồn gốc của chân trí tuệ là thấy những gì ở bên trong chúng ta. Chỉ có loại học hỏi này có điểm cuối và là loại học hỏi về chân giá trị. Sự an tịnh ở giai đoạn đầu tiên của định tâm phát sinh từ sự thực hành nhất tâm. Nhưng khi sự an tịnh đi rồi, chúng ta lại đau khổ vì chúng ta đã dính mắc vào nó. Đạt được sự định tâm không phải là điểm cuối, vì pháp hành cấu tạo và đau khổ vẫn còn hiện hữu. Thế nên Đức Phật lấy sự định tâm, sự an tịnh này để quán xét thêm nữa. Ngài đi tìm sự thật của vấn đề cho đến khi không còn dính mắc vào sự an tịnh nữa. An tịnh chỉ là một trong vô số những hình thành của tâm. Nó chỉ là một chặng trên con đường. Còn dính mắc vào sự an tịnh, tức là còn dính mắc vào sự sinh thành và hiện hữu. Bởi vì khi an tịnh chấm dứt, dao động lại bắt đầu khởi lên và bạn sẽ bị dính mắc nhiều hơn nữa. Đức Phật tiếp tục xem xét sự sinh thành và hiện hữu để tìm ra nơi chúng phát sinh. Khi chưa tìm ra được sự thật của vấn đề, Ngài dùng tâm mình quán xét thêm, xem xét mọi yếu tố của tâm, tìm xem chúng đã phát khởi như thế nào. Dầu có an tịnh hay không, Ngài vẫn tiếp tục xem xét cho đến khi Ngài hiểu rõ rằng tất cả những gì Ngài thấy, tất cả năm quẩn của thân và tâm giống như một thỏi sắt nóng đỏ. Khi thỏi sắt còn đang nóng đỏ, bạn có thể tìm được điểm nguội nào trên đó để sờ tay vào chăng? Năm quẩn cũng như vậy, nắm chỗ nào cũng bị phỏng cả. Bởi thế không nên dính mắc, dù đó là sự an tịnh hay định tâm đi nữa. Không nên nói rằng sự bình an tĩnh lặng là tôi hay của tôi, nghĩ rằng tôi hay của tôi sẽ phát sinh ảo tưởng đau thương về tự ngã. Thế giới của tham ái và si mê, tức là một miếng sắt nóng đỏ khác. Trong lúc thực hành, chúng ta thường có khuynh hướng nắm giữ, chấp thủ, có những kinh nghiệm đạt được là tôi hay của tôi. Và bạn nghĩ tôi an tịnh hay tôi dao động, tôi tốt hay tôi xấu, tôi hạnh phúc hay tôi đau khổ. Sự dính mắc này là nguyên nhân của sinh thành và hiện hữu. Khi hạnh phúc chấm dứt, đau khổ xuất hiện. Khi đau khổ chấm dứt, hạnh phúc xuất hiện. Bạn sẽ thấy chính mình không ngừng phân vân giữa thiên đàng và địa ngục. Đức Phật thấy rõ điều kiện của tâm là vậy, và Ngài hiểu đó là nguyên nhân sinh thành và hiện hữu. Tâm ở trong điều kiện đó nên sự giải thoát không hoàn thành được. Ngài bèn lấy những kinh nghiệm đó và quán xét chân tướng của chúng. Do có nắm giữ, chấp thủ nên có sanh và tử. Trở nên hưng quang là sanh, trở nên thoái chí là tử. Có chết nên có sống. Sinh và tử từ thời điểm này đến thời điểm kia
kế tục nhau không dứt, như một nguồn bánh xe kéo chỉ quay không ngừng. Đức Phật thấy rõ cái gì do tâm sinh ra cũng đều tạm bợ, là những hiện tượng có nhân duyên, thực sự trống rỗng. Khi ánh sáng trí tuệ này phát sinh, Ngài xả bỏ tất cả, không nắm giữ gì nữa và chấm dứt đau khổ. Bạn cũng vậy, phải hiểu những vấn đề này đúng theo chân lý. Khi hiểu rõ sự vật đúng theo chân tướng của nó, bạn sẽ thấy rằng những yếu tố tạo thành tâm thường đánh lừa bạn. Tâm chẳng có gì cả, không sinh ra cũng không chết đi. Nó tự do, chiếu sáng, chói lọi, rực rỡ và không gì làm bận rộn nó cả. Tâm trở thành bận rộn chỉ vì nó hiểu sai và bị mê mờ bởi những hiện tượng có điều kiện này. Đó là ý tưởng sai lầm về tự ngã. Thế nên Đức Phật muốn chúng ta nhìn vào tâm mình xem thử lúc đầu có cái gì. Thật ra chẳng có gì cả. Sự trống rỗng này không sinh và diệt theo hiện tượng. Khi chứa đựng điều tốt, nó không trở nên tốt. Khi tiếp xúc việc xấu, nó cũng không trở nên xấu. Tâm trong sạch biết những đối tượng này một cách rõ ràng, biết rằng chúng không có bản chất. Khi tâm có thiền sinh an trụ như vậy, sẽ không có hoài nghi nữa. Có trở thành không, có sinh không, không cần hỏi ai. Quan sát những yếu tố của tâm, Đức Phật để chúng tự nhiên và trở thành người tỉnh thức trước chúng. Ngài chỉ nhìn với tâm xả. Những điều kiện dẫn đến sinh không còn hiện hữu ở Ngài. Với trí tuệ hoàn toàn của Ngài, Ngài gọi chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Bởi thế nên Ngài trở thành người hiểu biết chắc chắn. Người hiểu biết chắc chắn hay giác ngộ thấy sự vật theo chân lý, không hạnh phúc hay đau khổ theo những đổi thay của điều kiện, đó là chân bình an, vô sinh, vô lão, vô bệnh, vô tử, không tùy thuộc vào nhân quả hay điều kiện. Vượt ra ngoài hạnh phúc và khổ đau, thiện và ác, không còn cái gì để nói đến, không còn điều kiện nào để cải thiện nữa. Do đó, hãy phát triển tâm định, an tịnh và minh sát. Hãy học cách làm cho nó khởi dậy trong tâm bạn và thật sự dùng nó. Nếu không, bạn chỉ biết Phật giáo và ngôn ngữ, danh từ. Mặc dầu khi hiểu rành pháp học, bạn có thể đi khắp nơi giảng giải cho mọi người biết giáo pháp, những đặc tính của cuộc đời. Bạn có thể thông thái, hoạt bát, nhưng khi sự vật hiện khởi trong tâm, bạn có theo được chúng không? Khi tiếp xúc với vật ưa thích, bạn có tức khắc dính mắc vào nó không? Khi gặp chuyện bực mình, người giác ngộ có giữ sự bực mình trong tâm hay họ để nó ra đi? Nếu bạn thấy những điều kiện bạn không thích mà vẫn nắm giữ hay kết án nó, thì bạn nên suy tư như sau: như vậy không đúng đâu, không cao thượng đâu. Nếu bạn quan sát tâm như vậy, bạn sẽ thật sự hiểu chính mình. Tôi không dùng từ ngữ trong kinh điển để thực hành, tôi chỉ nhìn vào kẻ giác ngộ. Nếu tôi ghét người nào, tôi hỏi tại sao? Nếu tôi không thương một người nào, tôi hỏi tại sao? Những gì khởi sinh, hãy dò đến tận cội nguồn của nó, thì bạn có thể giải quyết được vấn đề yêu ghét và khiến chúng để bạn ở yên một mình. Tất cả đều trở về và khởi sinh trong kẻ giác ngộ, nhưng không phải chỉ nghe suông là đủ đâu. Phải liên tục và quyết liệt thực hành mới được. Gà hay trứng? Giáo pháp dạy chúng ta hãy buông bỏ, nhưng thoạt đầu chúng ta tự nhiên bị dính mắc vào phần lý thuyết của giáo pháp. Người trí biết sử dụng lý thuyết làm công cụ để khám phá phần tinh hoa của cuộc sống. Suốt thời gian viếng thăm Anh Quốc, lần đầu tiên Ngài Ajahn Chah đã đến giảng dạy cho nhiều nhóm Phật tử. Một buổi tối nọ, sau phần thuyết giảng, Ngài nhận được một câu hỏi từ một mệnh phụ. Bà là người đã nhiều năm nghiên cứu sự phức tạp của tâm theo di diệu pháp. Bà hỏi ý Ngài có thuận giải thích cho bà một vài điểm khó khăn trong môn học này để bà có thể tiếp tục nghiên cứu một cách dễ dàng hơn không. Thấy bà bị dính mắc vào sự hiểu biết lý thuyết và ngôn từ chế định mà không nhận ra được lợi ích của sự thực hành nơi chính tâm mình, nên Ngài Ajahn Chah trả lời bà một cách trực tiếp và mạnh bạo. Bà chẳng khác nào người nuôi gà trong sân. Thay vì nhặt trứng, bà lại đi quanh sân để nhặt phân gà.